Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn, xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Sản phẩm mà quý anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đó là dòng tủ bàn mát inox chuyên dùng cho nhà bếp. Bàn lạnh Hohia ghi nhập khẩu nguyên kiện, chất lượng rất tốt, tiết kiệm điện năng và được các nhà hàng trên toàn quốc ưa dùng. Tuy giá thành dòng tủ này hơi cao nhưng đã xài là sẽ thích. Đây là dòng tủ mát thanh lý hàng tồn kho chưa qua sử dụng. Công ty giao hàng toàn quốc và bảo hành 12 tháng. Bàn mát inox ngoài chức năng chính là bảo quản, giữ lạnh thực phẩm còn được sử dụng như một bàn chặt, bàn ra đồ, bàn chế biến thức ăn ở những nhà hàng, quán ăn lớn. Bàn mát inox hai cánh là một trong những loại bàn mát có chất lượng tốt và được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Do nhu cầu sử dụng mà bàn mát inox có nhiều kích thước khác nhau như bàn mát 1m2, 1m5, 1m8, 2m1, 2m4, tùy theo nhu cầu sử dụng của từng bếp nhà hàng mà lựa. Chọn kích thước phù hợp, bàn mát inox cũng có nhiều loại bàn mát cánh inox và bàn mát cánh kính, rất thuận tiện để lắp đặt, dự trữ thực phẩm, salad, sandwich trong các bếp nhà hàng. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé, đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.